Chào các anh chị. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị là cái kỹ thuật tạo mới một trang ba bôi đúng cách. Thì thường là các anh chị muốn tạo mới một trang ba bôi á, là các anh chị vào Home, các anh chị chọn là New Slide. Các anh chị nhấn vào chỗ này này. Ở đây á, khi mà anh chị nhấn New Slide chỗ này á, thì nó sẽ ra mặc định cho anh chị là cái kiểu layout là Title and Content. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng chọn cái kiểu này, mà tùy theo cái ngữ cảnh và tùy theo cái gì ra cái form của mình cần cái gì. Thì ở đây á, các anh chị thông thường có như anh chị là nhấn Ctrl M cũng là một phím tắt là để anh chị tạo mới một cái slide ha. Thì ở đây là anh chị mới tạo mới thôi, nhưng mà cái kiểu layout này nó không phù hợp với các anh chị. Thì khi mà anh chị muốn tạo mới á, các anh chị nên sử dụng là new, mà anh chị nhấn new slide này nha. Thì anh chị nên chọn là cái kiểu tùy yêu cầu. Ví dụ như kiểu kiểu này này thì mình nên sử dụng là kiểu title slide, là kiểu này là kiểu gì đã giới thiệu đó, kiểu title slide. Hoặc là mình có thể chọn kiểu mình hoặc là mình chọn kiểu là gì là title and content. À, nếu mà cái bài làm của mình đó, người ta muốn làm đó, cái kiểu khác đó, thì mình chỉ kiểu là chọn true content. Thì khi mà các anh chị chọn new slide á, thì các anh chị phải chọn new đúng cái kiểu của mình, được chưa? Còn có những anh chị nói là thầy ơi, lỡ mà trong này nó không có kiểu mình ưa thích thì mình phải làm sao? Cái đó từ từ tính tiếp, được chưa? Cái đó từ từ tính tiếp. Ví dụ như tôi có một cái bài giảng như thế này, tôi có một bài giảng như thế này. Ví dụ như tôi có một cái mẫu như thế này này, tôi có một cái mẫu là các chức năng thao tác cơ bản, môi trường thao tác ba bôi. Thì cái này là mình phải chọn kiểu cho hợp lý, có nghĩa là mình chọn kiểu là mình phải chọn là new layout, mình sử dụng là title and content này đó. Thì ở đây title của mình đó là mình ghi là các chức năng, ở đây là title của mình này, còn môi trường gì đó là content này, được chưa? Hoặc là sắc đẹp và thời trang. Sắc đẹp và thời trang mình cũng sử dụng là gì đó, new slide, mình sử dụng là slide title and content rồi, title and content rồi, đây title and content. Thì ở đây là như là các chức năng ha, sắc đẹp à, gì đó, ở đây là gì ta, ở đây là sắc đẹp và thời trang đúng không? Thì ở đây mình phải ghi là sắc đẹp và thời trang, sắc đẹp và thời trang, ok không? Thì ở đây nè, cái hình của mình này mình bấm vào mình chèn hình trong này nè, đây hình này, ví dụ mình chèn cái hình đại hình nào đó đi, ví dụ hình này đi ha, thì nó ra cho mình đúng nguyên tắc, được chưa? Thì ở đây tôi muốn nhắc lại các anh chị là anh chị muốn tạo new slide á, là anh chị phải chọn đúng cái kiểu mẫu, đúng kiểu mẫu nha anh chị, nhớ là chọn đúng kiểu mẫu. Rồi ví dụ như người ta muốn chọn kiểu này này đó, kiểu này là Yahoo này. Khi mà mình chọn kiểu Yahoo này á, là mình sẽ sử dụng là title ha, mình sử dụng là gì đó, new title này ha, title content. Đó, ở đây là Yahoo đúng không? Ở đây là Yahoo này. Đó, Yahoo. Được chưa? Rồi, ở đây á, ví dụ như các anh chị mà muốn sử dụng là các anh chị muốn tạo là gì đó? Tạo Yahoo rồi, Yahoo này sắc đẹp thời trang. Rồi anh chị muốn tạo cái thứ hai của bạn này thì cái này là các anh chị phải chọn là gì đó? New layout, anh chị phải tạo là gì ta? True content. Đó, anh chị thấy không? Thì khi mà anh chọn True content đó, thì nó ra cho anh chị như thế này. Được chưa? Ra anh chị như thế này. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh chị là muốn tạo mới một slide là mình nên chọn mũi tên layout nha. Đây. Rồi, nếu mà các anh chị mà quên á, các anh chị muốn quên á thì các anh chị có thể là sao ta, tạo lại à, các anh chị có thể chỉnh lại. Ví dụ anh chị đã chỉnh lại rồi, anh chị có thể là chỉnh lại, nếu anh chị quên anh chị có thể chỉnh lại nha, title content, chỉnh lại cái layout. Hoặc là các anh chị sử dụng là title content, hoặc là các anh chị sử dụng là section header, tùy các anh chị muốn kiểu nào cũng được tùy ha. Là ở đây là anh chị chỉnh lại cái layout cho phù hợp. Tôi thì tôi rất là hạn chế sử dụng là insert textbook nha anh chị. Tôi rất là hạn chế sử dụng insert textbook vì cái này nó sẽ không định dạng chuẩn cho tôi, nên là tôi thường ít khi sử dụng. Cũng có sử dụng nha anh chị, nhưng mà sử dụng vào một mục đích khác. Rồi, như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh chị là cái tạo mới một slide ha, bằng new slide, được chưa? Là trong phút này. Rồi, lỡ mà bây giờ người ta muốn tạo một cái slide trùng như thế này này, y chang như thế này này, các anh chị muốn tạo slide trùng thì thường là anh chị nhấn Ctrl C mà anh chị Ctrl V. Đây cũng là một cách nha anh chị, đây cũng là một cách tạo trùng. Hoặc là các anh chị sử dụng là new slide, anh chị sử dụng là duplicate select slide, có nghĩa là tạo một slide trùng với slide đang chọn. Tôi đang chọn slide này, tôi tạo mới slide trùng slide đang chọn, được chưa? Có nghĩa là slide này là tạo trùng với slide đang chọn, được chưa? Tạo trùng với slide đang chọn. Rồi, tiếp tục ở đây là tôi tạo một cái dạng slide khác đi ha, từ một slide khác là research slide, có nghĩa là tôi muốn lấy từ một cái nguồn khác, tôi muốn lấy từ một nguồn khác nha. Ví dụ như là trong cái tin học văn phòng tôi lấy PowerPoint, tôi lấy là cái bài giảng 02 đi đó,
thì tôi muốn tạo từ một nguồn khác thì ở đây tôi có bóc qua thôi, chèn qua thôi. Đó là như vậy, là mình sử dụng là initialize resource, là có nghĩa là tạo một cái từ cái nguồn khác. Rồi bây giờ mình muốn tạo một cái live form outline, ở đây tạo live form outline nha. Thì ở đây tôi giả sử tôi copy chỗ này đi ha, tôi tạo live form outline, tôi tạo một cái word đó, cái word nha. Ở đây tạo cái word này, ở đây khi tạo cái word xong á, cái tôi quá ví dụ như tôi qua bên view outline này, tôi chỉnh 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 cho hợp lý nha. Ở đây đầu tiên khi mình tạo cái word là chỗ này này, ở đây mình chỉnh nó, ví dụ ở đây là cấp độ 1 level 1 đó, ví dụ cái này là level 2 và cái này là level 3, ví dụ như vậy đi anh chị. À, ví dụ như vậy đi ha, level 3 nha. Thì khi mà tôi làm được như vậy rồi, tôi sử dụng giả sử như là tôi copy ra định dạng thử nha, copy này đó, ở đây level 1 ha, level 1, level 1 đi, level 1, đây là những level 1. Rồi sau đó tôi copy thành level 2 này, đó level 2 tôi copy nhân level 2, tôi cho những thằng này level 2 này, ok không? Rồi tiếp tục tôi ví dụ như tôi cho thằng này là level 3 nha, copy nha, level 3 đó, level 3. Thì khi mà tôi đã cho cái outline nó là như vậy rồi à, thì ở đây outline nó là như vậy rồi á, thì cái file này này tôi muốn chuyển cái file này vào file PowerPoint, thì tôi chọn là file CSS, tôi lưu ở ngoài desktop nha anh chị, tôi lưu ở ngoài desktop, ví dụ là outline nha, outline. Rồi ở đây là file outline nha, tôi ghi bị sai á, outline mình ghi outline không vấn đề gì nha anh chị. Ở đây á, tôi muốn tạo một cái file, tôi muốn tạo từ một cái form outline nha, new này, tôi slide form outline này. Ở đây giả sử như tôi mới ngoài desktop là tôi sử dụng là outline đúng không, là mình gọi outline này, insert này ha, thì nó sẽ tự động tạo cho mình ra một cái danh sách, danh sách từ chỗ này thôi đó, outline gì đó thấy không, sơ đồ tổ chức này, bộ giao thông này hay là gì đó vân vân ha. Thì như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh chị là cái tạo mới một slide, là gồm có là new slide được chưa, hoặc là tạo mới một cái từ một cái slide nào đó đã có sẵn là slide trùng nha, tạo một slide trùng đó, trùng một slide có sẵn, hoặc là mình sử dụng là từ một cái danh sách outline bên ngoài Word để mình làm, hoặc là mình sử dụng cái gì ta research để mình tạo mới bằng một cái gì đó nguồn có sẵn. Rồi nếu mà mình có lợi thế làm sao, mình có thể là layout mình có thể chỉnh lại outline cho mình cho hợp lý. Rồi đây là khi mà tôi hướng dẫn anh chị cái gì ta, cái chức năng là new tạo mới nha, còn những cái reset section từ từ tính tiếp. Ở đây là tôi đang hướng dẫn anh chị là chức năng tạo mới thôi, cơ bản thôi. Anh chị tạo mới sau anh chị muốn xem á, tổng quát á, là anh chị bấm vào đây ha. Ở đây là chế độ slide sorter, là chế độ này chế độ xem tổng quát, tổng quát là như thế nào, ví dụ là anh chị làm tất cả, ví dụ là nhiều slide thì anh chị coi ha, ở đây là mình coi tổng quát slide nào gồm có những slide nào được chưa. Đây là chế độ tổng quát, là mình có thể là chỉnh sửa tất cả mọi thứ, mình bao quát tất cả mọi thứ, có nghĩa là sau khi mình soạn bài xong rồi. Còn ở chỗ chế độ này là chế độ là gì ta, normal, chế độ này là gồm là dùng để chế độ là trình bày, chế độ này gồm nữa là gì, là soạn thảo, có nghĩa là mình soạn thảo là từng cái thực hành không một mình chỉnh sửa đó, slide mới đó được chưa. Đây là mình chỉnh sửa sau khi mình làm từng cái xong rồi, mình kiểm soát tất cả là chế độ là sorter. Rồi khi mà chế độ sorter xong, mình muốn show ra thì mình cứ thử thở, ví dụ mình muốn show ra nha, thì mình sử dụng chức năng là show này, nó show ra được chưa. Rồi ở đây á, mình muốn show theo dạng mà có đường đường gì ta, đường 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 kéo mình chỉnh sửa này, thì ở đây mình show dạng là cuốn sách được chưa, show dạng handbook để mình chỉnh sửa, mình có thể thay đổi rất là nhiều. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh chị là cái kỹ thuật là tạo mới một slide được chưa, tạo mới một slide, và sau đó các anh chị là thao tác trên một slide đó, thao tác trên slide nha. Rồi bài tập layout thì các anh chị rất là đơn giản, bài tập layout thì các anh chị chỉ cần là làm một vài bài tập này là được rồi, anh chị chọn đúng kiểu mẫu layout. Ví dụ nha, bài tập đâu rồi ta, bài tập layout hình như là tôi không có ở đây. Ví dụ bài tập layout thì các anh chị chỉ cần tạo những cái bài được những cái kiểu mẫu giống như như thế này là được. Rồi đây anh chị chỉ cần tạo, làm sao mình tạo được như thế này này, làm sao được tạo như thế này là gõ vào được chưa. Rồi ở đây á, tôi hướng dẫn anh chị gõ nha. Ví dụ ở đây anh chị muốn làm bài á, thì anh chị nên là ví dụ anh chị insert, ví dụ new một cái layout nha, new một layout này, thì ở đây á, là các chức năng thao tác cơ bản, anh chị ghi là các chức năng thao tác cơ bản nha, ở đây là các chức năng thao tác cơ bản
Rồi, ở đây tôi hướng dẫn anh chị luôn ha các bạn. Các chức năng thao tác cơ bản ở đây là đâu rồi? Các chức năng thao tác cơ bản mình cho nó chỗ nào gần gần tí. À, chỗ nào ta? Rồi, copy vậy đi. Như ví dụ tôi copy như vậy đi ha anh chị, tôi copy như vậy đi ha. Ở đây khi mà tôi làm dữ liệu, tôi làm các chức năng thao tác cơ bản, tôi bấm như này. Thì ở đây các anh chị coi nha, khi mình show lên như vậy á thì rất là xấu, nói chung là nó còn một khúc dưới nữa, nó bị trống trải. Thì ở đây chỗ này khi mà anh chị tạo á, bình thường nó là anh chị xóa nha, bình thường nó là như vậy này, bình thường nó là như vậy này, anh chị xóa, bấm lên anh chị xóa nha. Này nó chưa, nó mặc định ha. Rồi ở đây mặc định á, bình thường á các anh chị cái chỗ này nó rất là xấu ha, nó rất là xấu nha anh chị. Ở đây nó rất là xấu, nó sẽ ra như vậy này đó, nó ra như vậy này. Thì khi mà các anh chị làm á, các anh chị tôi hướng dẫn nha. Ở đây á, cái title là anh chị nên cho chữ nó mạnh mẽ lên, anh chị đừng cho chữ Times New Roman, nó yếu đuối lắm. Cái title này nó giống như là cái giám đốc trong công ty á, là giống giám đốc là hành mạnh mẽ anh chị, thì nó vượt lên. Nên là title anh chị phải mạnh mẽ nha, cho chữ L cứng cáp lên. Và cái slide này này, nếu mà cái slide này là chữ á, nó quá to, cái chữ chừng này 24 28 là được rồi. Anh chị có thể là sử dụng slide master để định dạng, nhưng mà ở đây tôi sẽ hướng dẫn cơ bản ở ngoài thôi. Và slide master tôi sẽ hướng dẫn sau. À, thì khi mà mình trình chiếu như thế này này nó rất là xấu vì nó còn phía dưới nữa, thì anh chị nên sử dụng là cái chức năng là align mà anh chị ba ráp này, anh chị nên sử dụng chức năng align này rất là hay. Và tôi là tôi thường sử dụng chức năng exactly ha, tôi cho nó chính xác, ví dụ là tôi cho nó lớn bao nhiêu tùy. À, thì ở đây nó sẽ co giãn ra, nó co giãn ra cho mình, ví dụ ở đây mình co giãn là cân đối ha, ví dụ cho nó 60 đi thì co giãn cân đối với mình chưa, ví dụ 60 chưa được rồi mình cho nó 70 đó, 80 gì đó tùy. Ở đây là các anh chị nên sử dụng cái chức năng ở ba ráp này, anh chị canh chỉnh sửa cho nó hợp lý, nó co giãn ra điều cái gì ta, cái trang giấy. Cái chức năng này là cực kỳ quan trọng nha anh chị, chức năng là cực kỳ quan trọng ba ráp này. Anh chị nào mà không hiểu về ba ráp thì các anh chị vào cái Word có các anh chị xem được chưa, Word có tôi hướng dẫn đó. Rồi chào tạm biệt các anh chị nha, bài học tới đây là được rồi, không nên học nữa. Rồi chào tạm biệt các anh chị, chúc các anh chị làm bài tốt.